Mọi người đang nghe chuyện trên kênh Gốc truyện Đọc Đáo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi chuyện, tôi nóng lòng muốn chiếm lấy cô ấy. Chap 62 Mở mang là cảnh đường kẹt xe, lúc này hai người mới ngồi trong xe mà nói chuyện, em suy nghĩ kỹ xem việc sống ở siêu như thế nào. Đường đi làm tuy hơi xa một chút nhưng dù sao anh vẫn sẽ chở em đi làm mà. Mình có nên hỏi bây giờ không? Cô gái đang suy nghĩ về màn hình điện thoại xuất hiện tên của Choi Huynh Di, không lẽ, đó là người mình quen sao? Liệu hỏi chuyện này có được không? Dù muốn hỏi thì mình làm thế nào để hỏi đây? Không chừng sẽ bị hiểu lầm là tùy tiện đụng vào điện thoại của người khác. Mình chỉ nhìn thấy tên thôi, đó cũng chưa chắc là Choi Huyên Di mà mình biết. Có thể là đối tác làm việc nước ngoài nên mới liên lạc vào đêm khuya thôi. Vì tranh lệch múi giờ mà, anh không có ý định ngay bây giờ đâu. So Eun đang trầm tư suy nghĩ, chợt cô giật mình vì câu nói của tổng tài mà quay sang nhìn anh. Vì Yang Hi Úc cũng biết nhà em rồi, nên có lẽ chuyển đi sẽ tốt hơn. Đây là điều anh muốn nói. À, giám đốc đã nói rồi mà, người đó sẽ không bao giờ đến nữa. Đúng vậy, nhưng có điều anh chỉ mong So Un sẽ gần anh thêm một chút. Câu nói của tổng tài làm cho So Un đỏ mặt. Cô quay sang nhìn tổng tài, rồi sau đó So Un cúi mặt xuống mà suy nghĩ. Một ngày siêu bận rộn của giám đốc, tình yêu, công việc, quản lý bản thân và đầy những chuyện mà tôi không hề biết còn một ngày của tôi chỉ xoay quanh giám đốc đến cuối cùng khi trở nên cô đơn nên làm gì với khoảng trống đó đây chưa gì mà đã tan ca rồi dù mình ghét thứ hai vì bận rộn nhưng việc không có thời gian để nghĩ ngợi lung tung lại là chuyện tốt trưởng phòng hả bây giờ chị đi đến đội tf sao không thể ăn trưa đàng hoàng vì bận vậy trước khi qua đó thì chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi nhé chị cũng thấy hơi đói đó là một ý kiến tuyệt vời em sẽ nói với quản lý giang em phải làm thế nào đây em nghĩ mình có thể ăn hết cả đống này đó mình sẽ vung hết số tiền tăng ca luôn lỡ như lỡ như người gọi điện kia thật sự là choi huyên di mà mình biết thì mình phải tiếp nhận chuyện đó thế nào đây choi huyên di định tiếp cận giám đốc sao tôi đã chán gã đó rồi lần này tôi sẽ chơi đùa với anh như vậy hoặc là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi thực hiện cuộc hôn nhân sắp đặt một ngày nào đó tôi và người phụ nữ kia tôi sẽ chống lại ngôi nhà này dù là tình huống nào thì mình vẫn cảm thấy bất an cô có lấy túi không có ạ à?